Nếu mà tóc mà sấy ngay sau khi gội thì sẽ làm tóc bị khô hơn ấy. À không, lúc bây giờ ta phụ thuộc vào nhiệt độ của cái máy sấy. À. Ta phụ thuộc vào nhiệt độ của máy sấy. Còn như ngày xưa xúc tôi ở quê mẹ tôi làm gì có máy sấy. Bà cụ cuộc là cứ quay vù vù thế này nè cho nó bay hết các cái hơi ra ngoài. Nhưng bây giờ ta hiện đại rồi, ta máy sấy, nhưng dùng cái nhiệt độ nó từ từ. Nếu mà bạn mà dùng cái máy sấy để cho nó quăn sợi tóc lên quá nhiệt độ thì nó sơ mà nó rụng tiếp thật. Vâng.